Xin chào anh em, hôm nay em có nhận được một con Redmi K30 5G. Nhu cầu của khách là thay pin chính hãng Deri. Thì sau đây em sẽ tiến hành thay pin. Và anh em muốn thay pin tại nhà cũng có thể tham khảo cái clip của em về cái các bước bóc máy và sử dụng dao lam và cồn như nào để bóc. Đấy, thì đây là đang trong quá trình bóc máy thì em cũng chỉ cần đúng một con dao lam và một cái miếng phim như vậy thôi. Đấy, và một chút cồn. Đấy, thì anh em nào mà ở nhà bóc máy thì cũng có thể là sử dụng các vật liệu như em. Đó, và chúng ta cần thêm một cái tấm thảm nót kỹ thuật như trong clip của em là được rồi. Thì khách cầm đến muốn thay pin vì là do là pin của nó sử dụng sụt khá là nhanh. Và em cũng có báo khách là thay pin Deri mới. Thì nếu mà khách không hài lòng thì cũng có thể là mang quay lại, em sẽ tháo pin ra và trả tiền lại cho khách. Và tất cả các trường hợp mà khách hàng mà không hài lòng về chất lượng dịch vụ bên em đều có thể là hỗ trợ là hoàn tiền, sửa chữa và lấy lại linh kiện cũ của em. Đấy, và trả lại linh kiện cũ cho khách. Khi thay pin con máy này thì khách cũng có yêu cầu là xem giúp khách xem là máy có phải máy zin không. Thì em cũng có kiểm tra qua và con máy này là được dựng lại nha anh em. Nhưng mà dựng khá là chỉnh chu, dựng khá là đẹp. Và thật sự với anh em là để mà thợ nhìn ở ngoài cũng chưa chắc đã biết. Đó, thì chỉ là cái con máy này nó có một chút bụi ở trên cái phần camera sau. Thì khách mới là lăn tăn về vấn đề là hỏi em là có phải máy dựng hay không. Chứ bình thường thì thật sự với anh em là nếu mà không biết thì không nhìn được cái vết bụi đấy thì cũng không thể mà biết được là con máy này là máy dựng. Trừ khi là tháo ra để kiểm tra như em đang tháo cho khách. Đấy, thì sau khi lấy bụi xong thì em sẽ tiến hành em đậy cái lồng đậy mên và thì vặn lại toàn bộ ốc cho khách hàng. Đấy, một cái clip này em làm thì thường thay pin nó sẽ mất khoảng từ 20 đến 30 phút. Nhưng trong clip thì em sẽ tua nhanh để nó đỡ mất thời gian của anh em xem. Đấy, thì anh em có thể xem qua để xem quy trình về thay pin thôi. Và cái lưng này thì khách cũng yêu cầu là để nguyên cái phần siêu zin cho khách. Bởi vì là cái lưng này ngày trước người ta cũng đã thay cái siêu rồi. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi cái video thay pin con Redmi K30 5G này của em. Nếu anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ qua cửa hàng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.